Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh lỗ chùm nho nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào? Bây giờ mình sẽ lấy màu tím để tô những trái nho. Bây giờ mình sẽ lấy màu xanh lá cây để tô lá.